Mua hàng mà muốn đổi trả thì phải chụp hình và quay clip chứng minh sản phẩm còn nguyên vẹn, phải có lý do đổi trả rõ ràng, sau đó đóng gói sản phẩm và mang tới bưu cục. Đó là shop nào chứ không phải Voxamen. Ở đây chúng mình luôn hỗ trợ đổi trả trong vòng 15 ngày với bất kỳ lý do gì và miễn phí ship 2 chiều luôn nha. Muốn đổi màu, đổi size hoặc nhận xịt về tay hỏng ông ấy thì mấy anh cứ liên hệ với em để được giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể nha. Mọi người chỉ cần ở nhà đóng gói sản phẩm, shipper sẽ đến tận nơi lấy luôn. Đối với Voxamen thì yên tâm mua hàng, dễ dàng đổi trả.